kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau: lãnh đạo tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt và thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Hàng trăm đầu báo và ấn phẩm chương trình Tết tham dự Hội báo Xuân Lâm Đồng với chủ đề Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Đất nước Đổi mới, Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Yêu cầu các tổ chức, đơn vị ngân hàng có trách nhiệm đảm bảo hệ thống ATM hoạt động, không để thiếu tiền trong dịp Tết Kỷ Hợi. Thị trường thực phẩm ngày Tết đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt nhân dịp đón Xuân Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các ngành và chính quyền thành phố đã dâng hoa, thắp hương, kính cẩn và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân đến công lao to lớn của đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Lâm Đồng nói riêng và trên cả nước nói chung đã chiến đấu hy sinh, hiến trọn đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ dâng hoa, thắp hương tại đài tưởng niệm, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đến thắp hương trên từng phần mộ liệt sĩ, tỏ lòng thành kính sâu sắc, nguyện hứa không ngừng phấn đấu trong học tập, công tác, đoàn kết xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Chiều hôm qua, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và một số sở ngành đã đến thăm và chúc Tết cán bộ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Tại buổi thăm và chúc Tết, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm qua. Cụ thể, trong năm 2018, bệnh viện đã khám cho hơn 337.200 lượt bệnh nhân, đạt tỷ lệ 112%, công suất sử dụng giường bệnh đạt 104%, phẫu thuật cho hơn 11.500 bệnh nhân, triển khai được 19 kỹ thuật mới, trong đó có 18 kỹ thuật lâm sàng và 1 kỹ thuật cận lâm sàng. Đội ngũ cán bộ với hơn 600 cán bộ y bác sĩ thường xuyên được cử đào tạo chuyên sâu. Qua đó, đã từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Riêng về công tác trực Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch về công tác chuyên môn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phân công lịch trực chuyên môn, trực cấp cứu, trực thường trú, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Đức Quận đã ghi nhận những kết quả mà Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị khám chữa bệnh cho nhân dân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ cán bộ y bác sĩ của bệnh viện luôn nêu cao ý đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần tiếp tục phát triển chuyên sâu nhiều kỹ thuật mới, huy động nguồn thu từ xã hội hóa, tăng nguồn thu để nâng cao đời sống cán bộ y bác sĩ tại bệnh viện. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới tới đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã đến thăm tặng quà cho 12 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại bệnh viện. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng nhằm chia sẻ động viên các bệnh nhân gắn gượng vượt lên nỗi đau bệnh tật, nhanh chóng lành bệnh, phục hồi sức khỏe. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Kỷ Hợi 2019, huyện Đức Trọng đã tổ chức 5 đoàn đi thăm chúc Tết các xã thị trấn và thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn. Tại các xã đến thăm, lãnh đạo huyện Đức Trọng đã chúc mừng cán bộ nhân dân các xã đón một mùa xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời yêu cầu các xã, bên cạnh việc tổ chức cho cán bộ nhân dân đón Tết vui vẻ, cần quan tâm chăm lo đầy đủ đối với hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đảm bảo để nhân dân đón Tết Nguyên đán đầy đủ và vui tươi.
cần tăng cường công tác trực đảm bảo các vấn đề về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Lãnh đạo huyện Đức Trọng đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Tương ở xã Hiệp Thạnh, anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Xuân Đệ, Mai Thanh Minh ở thị trấn Liên Nghĩa. Tại các gia đình, lãnh đạo huyện Đức Trọng đã chúc các mẹ, các anh hùng lực lượng vũ trang luôn mạnh khỏe, trường thọ, cùng gia đình đón một năm mới đầm ấm, vui vẻ. Tiếp đó, các đoàn của huyện đã đến thăm 21 hộ gia đình thuộc diện có công với cách mạng và người có uy tín ở khu dân cư. Các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình và trao những phần quà của huyện, mong muốn các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chúc các gia đình đón một năm mới an khang thịnh vượng. Nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo huyện, các gia đình đã xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn, hứa sẽ cố gắng phấn đấu vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, nuôi dạy con cháu thành đạt, góp phần xây dựng địa phương phát triển vững mạnh. Những ngày này dạo quanh các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Đà Lạt, dễ dàng bắt gặp hình ảnh công nhân bất chấp thời tiết giá lạnh làm đẹp phố phường để hoàn thành nhiệm vụ, tạo thêm không khí vui tươi đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Dạo qua các trục đường chính của thành phố Đà Lạt như 3 tháng 2, Lê Đại Hành, Trường Phú, Trần Quốc Toản, đâu đâu cũng thấy không khí làm việc tất bật của công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt. Tất cả đều tất bật lắp các dây đèn trang trí, cắt tỉa trồng mới, chăm sóc cây xanh. Theo đơn vị chủ quản cho biết, cùng với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thì công tác trang trí vườn hoa cây xanh tạo không khí vui tươi phục vụ người dân đón Tết cũng được chú trọng trong dịp Tết Kỷ Hợi. Có 190 tuyến đường được tôn tạo chỉnh trang, sơn lại vạch đi đường một số tuyến đường chính, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trên 200 chậu hoa, túi hoa, phong lữ, ngọc thảo, sắc pháo, mai địa thảo, hoa hồng được bố trí tại vườn hoa thành phố và rải đều trên khắp các tuyến đường cũng như các không gian hoa. Đối với công nhân thì hiện nay là tôi đã tập trung ở một số các cái mảng. Thứ nhất là cái mảng hoa cây xanh, thì hiện nay tập trung chỉnh trang toàn bộ các hoa cây xanh đường phố, công viên, trang trí lại các cái tháp hoa, rồi chỉnh trang lại một số tiểu cảnh như là tiểu cảnh Trần Hưng Đạo vân vân. Rồi tập trung cái mảng hoa cây xanh nữa thì tập trung cho cái phục vụ cho cái hội hoa xuân Kỷ Hợi sẽ khai mạc vào sáng ngày 27 âm lịch. Công tác chỉnh trang đô thị sẽ tiếp tục là tập trung cho cái chỉnh trang đường phố, sẽ duy tu giảm vá ổ gà, rồi thảm nhựa ở một số các cái tuyến, rồi thay thế các biển báo giao thông, sơn vạch đường, rồi sơn các cái hành lang vân vân, tổng vệ sinh toàn thành phố, nhất là các cái tuyến cửa ngõ thành phố, các điểm vào khu du lịch. Việc này sẽ hoàn thành trước ngày 27. Và sau đó là chúng tôi sẽ phân công lịch để tập trung cho các phục vụ vệ sinh môi trường trong dịp Tết. Nhất là các đêm 30 thì chúng tôi sẽ cố gắng sẽ hoàn thành trước 5 giờ sáng mùng 1 để mà hoàn thành công tác vệ sinh. Để tạo nét tươi mới mềm mại, các giỏ hoa tươi cũng sẽ được treo trên các cột đèn, trên tuyến đường đối với những khu vực trung tâm nội thành, được trang trí bằng các loại cây cảnh, hoa, chậu hoa, dàn hoa đẹp và phù hợp với cảnh quan. Mọi công việc đang được các đơn vị công ích hoàn thiện để người dân an vui đón Tết. Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh ban ngày, tổ chức lực lượng làm thêm giờ liên tục từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30 trên các tuyến phố nhằm đảm bảo rác thải phát sinh được thu dọn kịp thời. Hiện nay đối với công nhân của công ty thì hiện nay là chúng tôi cũng hết sức là quan tâm. Ngoài các cái việc là các cái đối tượng công ty có hoàn cảnh khó khăn thì công ty sẽ tổ chức thăm riêng. Còn đối với người lao động thì chúng tôi sẽ có cái thưởng Tết thì bình quân khoảng 11 triệu đồng cho một người. Rồi bên cạnh thì trong các dịp lễ Tết thì sẽ bố trí ăn ca để đảm bảo cho điều kiện cho người lao động làm việc. Cái việc quan trọng nhất đó là công ty phải thường xuyên để mà gặp gỡ các cái đối tượng lao động và lãnh đạo công ty cũng phải đi xuống các cái bộ phận để mà cùng với người lao động để mà giải quyết các cái vấn đề khó khăn, kể cả là chuẩn bị các cái điều kiện phương tiện tốt nhất để cho người lao động làm việc. Nói chung là công việc thì nó cũng rất là nhiều, nhưng mà Tết nhất đến nên thì mỗi người công nhân cũng của tụi anh thì cũng ráng chung tay xây dựng, coi như làm cho thành phố xanh sạch đẹp, thì anh cũng ráng hết sức mình và coi như là cũng không kể ngày kể đêm hay không kể bất cứ giờ nào. Thí dụ như anh em có những người đi tưới sớm về khuya rồi đó, họ cũng rất là tất bật vì công việc, là nên mà anh em vẫn tâm trí nó vẫn thoải mái, vẫn hăng say trong công việc. Thực sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo về của ban giám đốc của công ty thì nói chung cũng ủng hộ hết mình cho anh em, coi như là
cũng quà Tết rồi thưởng cho anh em lên rồi cũng đầy đủ, là mình phấn khởi anh em là tạo rất là mọi điều kiện để cho anh em được cái tinh thần để mà phấn khởi phấn khích để trong công việc, để luôn hoàn thành trong công việc. Việc chỉnh trang làm đẹp cảnh quan môi trường đô thị không chỉ nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân mà còn thể hiện nét văn hóa và tạo thiện cảm của các địa phương đối với du khách. Song đây không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành chức năng mà mỗi người dân đều phải có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường để các đô thị trong tỉnh luôn xanh sạch đẹp trong những ngày vui đón xuân mới. Hàng trăm đầu báo và ấn phẩm chương trình Tết tham dự Hội báo Xuân Lâm Đồng với chủ đề Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Đất nước Đổi Mới, Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Nông dân trồng hoa các địa phương trong tỉnh tất bật thu hoạch vụ Tết. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chuyển sang thông tin khác, sáng nay, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019. Đến dự có ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan cùng các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Với chủ đề Mừng Đảng Vinh Quang, Mừng Đất nước Đổi Mới, Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Hội báo Xuân Lâm Đồng năm 2019 là ngày hội của giới báo chí nhằm giới thiệu với đông đảo bạn đọc và du khách về bức tranh toàn cảnh sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và công cuộc đổi mới xây dựng bảo vệ Tổ quốc, là nơi gặp gỡ, trao đổi nhằm tạo không khí thi đua giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo. Hội báo Xuân Kỷ Hợi sẽ mở cửa từ ngày 31 tháng 1 đến hết ngày 10 tháng 2, 2019, thu hút 15 đơn vị là các cơ quan báo chí, các sở ngành địa phương, các văn phòng đại diện, cơ quan thường trú của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia với hàng trăm đầu báo và ấn phẩm chương trình Tết đẹp phong phú về hình ảnh. Đây còn là dịp đưa báo chí đến gần hơn với công chúng, lắng nghe ý kiến công chúng để nâng cao chất lượng của báo chí cách mạng. Cũng tại Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019, ban tổ chức sẽ chọn 5 ấn phẩm đẹp xuất sắc của các đơn vị tham gia để trao giải thưởng tại lễ bế mạc Hội báo Xuân năm nay ngày 11 tháng 2. Sau ngày tiễn ông Táo 23 tháng Chạp, thủ phủ hoa Đà Lạt bước vào đợt cao điểm thu hoạch vụ hoa Tết hàng năm. Những ngày này, nhà vườn tất bật thu hoạch, đóng gói hoa cho kịp những chuyến xe đưa hoa Đà Lạt đến với thị trường cả nước. Theo Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, tổng diện tích hoa các loại phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2019 của Đà Lạt là 1.500 hectare. Hiện giá hoa cúc các cành loại đẹp bán tại vườn dao động từ 1.800 đến 2.500 đồng một cành. Hoa lily từ 150 đến 170.000 đồng một bó 5 cành. Tương tự, các loại hoa khác như lây ơn chỉ đạt từ 2.000 đến 2.500 đồng một bó 10 cành. Cát tường 65.000 đồng một ký, đồng tiền 2.500 đồng một cành. Tuy không cao đột biến bằng vụ hoa Tết năm ngoái, nhưng vẫn đang hút hàng và tăng nhẹ qua từng ngày và chưa xuất hiện tình trạng dội chợ không có đầu ra như dịp Tết 2018. Thì đối với chương trình mà đi khảo sát chợ hoa đầu mối, thì thông qua chuyến đi thì các thành viên hiệp hội cũng như là bà con nông dân cũng nhận thấy được những cái sản phẩm nào mà trên thị trường đang có nhu cầu và những sản phẩm nào mà đang bị cạnh tranh, để từ đó thì định hướng sản xuất nó tốt hơn. Và cũng như là xong chuyến đi thì hiệp hội cũng làm những cái văn bản báo cáo và cũng để tuyên truyền qua cái Facebook của hiệp hội cũng như qua một số cái phương tiện thông tin đại chúng để mà tiếp cận đến bà con nông dân nhiều hơn. Cái vấn đề Tết thì nó cũng hơi khác một chút, là nó phụ thuộc vô đúng Tết hay không, đó là quan trọng nhất. Nếu đúng Tết thì đầu ra thì thường nó dễ, nhưng mà cái xác suất đó nó rất là khó, tại vì đúng Tết thì chỉ bao gồm trong vòng 3 ngày thôi. Trước đó, để phục vụ cho thị trường hoa Tết năm 2019, nhiều công ty đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nhập khẩu hàng chục triệu cây củ giống hoa cao cấp như lily, tulip, lan hồ điệp, cát tường v.v. về phục vụ cho việc gieo trồng của người dân trong vùng, kịp thời phục vụ thị trường trong những ngày Tết. Nằm ngay dưới chân đèo Brent, thành phố Đà Lạt, làng hoa Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, những ngày này hối hả vào vụ hoa Tết. Từ sáng sớm, trong cái lạnh của đất trời Tây Nguyên,
người trồng hoa Lê Ơn đã ra đồng lựa những cây hoa đến thì để thu hoạch, đóng gói chở đến các vựa hoa. Từ đây, những cây hoa Lê Ơn sẽ tỏa đi khắp thị trường trong nước, để trên bàn thờ mỗi gia đình trong mâm cúng tất niên, ngoài sắc thắm của hoa đào, sắc vàng của hoa mai, còn thêm sắc đỏ của hoa Lê Ơn Định An. Mới 6 giờ sáng, khi những giọt sương ban mai còn đậu trên những cành lá, búp hoa, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng ở thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã ra đồng thu hoạch lứa hoa Tết. Gần 50.000 của hoa Lê Ơn màu đỏ, tai vuông đã được vợ chồng anh xuống giống từ đầu tháng 10 âm lịch. Nhờ thời tiết thuận lợi và được chăm bón cẩn thận mà từng cây hoa cứ đều tăm tắp. Được biết đến là vùng trồng hoa Lê Ơn lớn nhất cả nước, năm nay từ đầu tháng 10 âm lịch, người dân Định An đã hối hả xuống giống cho lứa hoa Tết. 200 hectare hoa Lê Ơn đã được gieo trồng ngay tại Định An. Đó là chưa kể người dân Định An còn thuê đất canh tác tại các vùng lân cận như các xã Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, Bình Thạnh, N Thôn Hà, huyện Đức Trọng và các huyện Đơn Dương, Lâm Hà để trồng Lê Ơn với diện tích khoảng 220 hectare và 30 hectare hoa Lê Ơn giống. Năm nay nhờ thuận lợi về khí hậu, ban đêm trời lạnh, nhiệt độ xuống thấp, ban ngày có nắng kéo dài và không bị những cơn mưa trái mùa nên hoa nở đều, cây đẹp. Ngoài ra, thổ nhưỡng cũng là yếu tố quan trọng giúp cho cây hoa Lê Ơn ở Định An bông to, màu sắc tươi. Diện tích được 2 sào, năm này xuống giống là diện tích 2 sào này là khoảng 50.000 củ. Chủ yếu là mấy ngày này là đi Hà Nội, thị trường Hà Nội, còn mấy ngày giáp Tết thì đi thành phố, đi miền Tây. Nhờ có tiếng là vùng trồng hoa Lê Ơn lớn và chất lượng tốt, nên cứ khoảng trước Tết 20 ngày, thương lái lại tấp nập đến Định An thu mua hoa. Nhiều vựa hoa xuất hiện là địa chỉ tin cậy để người dân trao gửi những cây hoa Lê Ơn đẹp nhất. Sau khi thu hoạch, người dân chất hoa lên xe máy hoặc ô tô nối đuôi nhau chở đến các vựa. Hoa đã được phân loại từ vườn và cái chính là tin nhau nên chủ vựa không cần kiểm tra và cũng không phải đếm. Tùy từng thị trường ưa chuộng các màu sắc mà có sự lựa chọn đóng gói ngay tại vựa. Hà Nội thì chuồng đỏ vuông, đỏ vuông của các loài bông, còn Sài Gòn thì vườn bê chuồng nhiều hơn. Về cái giá cả thì năm nay so với năm ngoái thì giá sao chị, hiện tại đến bây giờ là cơ sở của mình đang thu mua vào như thế nào ạ? Ở vườn thì đỏ vuông thì đã hiện tại mua được 40-45, còn đỏ mập thì 30-35, là đếm trong 50, quấn hoa mê chắc cũng đến xe đá đó, đi Hà Nội á, còn mà đi Sài Gòn thì bỏ vô bành lớn. Đến Định An những ngày này sẽ bắt gặp dọc quốc lộ 20 đoạn chạy qua xã Hiệp An, những chiếc xe đông lạnh đậu san sát sẵn sàng đóng hàng hoa để cung ứng thị trường. Và cũng rất vui mắt với cảnh người dân chở hoa bằng xe máy đến bán cho các vựa hoa, ai ai cũng tất bật. Tuy giá không cao như mọi năm nhưng vụ hoa được mùa, đẹp màu khiến ai ai cũng phấn khởi. Chỉ mấy ngày nữa thôi, những cây hoa Lê Ơn này sẽ có mặt ở mọi miền, mọi nhà. Để Tết này, ngoài sắc thắm của hoa đào, sắc vàng của hoa mai, còn có thêm sắc đỏ của Lê Ơn cho chính những người con Tây Nguyên trồng. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về đảm bảo hoạt động thông suốt của các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trạm thu phí Liên Đàm huyện Di Linh và trạm thu phí Định An huyện Đức Trọng sẽ tiến hành mở cửa 4 làn xe trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Bên cạnh đó, các trạm cũng tăng ca trực để hạn chế tình trạng kẹt xe vào các ngày cao điểm. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông, các trạm thu phí trên quốc lộ 20 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng khác tại địa phương có biện pháp đảm bảo an toàn để các trạm thu phí hoạt động liên tục, giao thông an toàn và thông suốt trên tuyến quốc lộ và cao tốc trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Từ đầu tháng 12 năm 2018 đến trung tuần tháng 1 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, chủ yếu là lực lượng công an huyện, tăng cường đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị
trong dịp Tết Nguyên Đán 2019. Trong đó tập trung lực lượng quyết liệt giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ và vi phạm trật tự đô thị, gồm các địa bàn trọng điểm trên tuyến quốc lộ 20 đi qua các xã Hiệp Thành, Phú Hội, Ninh Gia, thị trấn Liên Nghĩa. Qua kiểm tra xử lý, lực lượng chức năng cùng chính quyền các địa phương đã tạm giữ hàng chục xe đẩy, trên 50 biển hiệu bàn ghế, dù, bạc và hàng chục ký thực phẩm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời, lập biên bản xử lý các trường hợp xe ô tô, xe máy dừng đỗ không đúng nơi quy định. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương đi lại, mua sắm và tạo chuyển biến tích cực về mỹ quan đô thị Đức Trọng. Trước thực trạng người tham gia điều khiển có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt trong dịp Tết đến xuân về, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xây dựng triển khai, phối hợp với công an các địa phương, đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Đợt cao điểm kiểm tra sẽ kéo dài từ nay đến ngày 3 tháng 2 trên các tuyến giao thông đường bộ thuộc địa bàn, nhất là các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C là những tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Trong đó tập trung kiểm tra xử lý tài xế xe từ 8 chỗ ngồi trở lên, kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vi phạm về sử dụng rượu bia, chất kích thích, ma túy khi điều khiển phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng các thiết bị nghiệp vụ như camera, máy ghi âm, máy kiểm tra nhanh ma túy trong nước bọt, máy đo nồng độ cồn, máy đo tốc độ để thực hiện nhiệm vụ. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 3.600 xe khách, 6.000 xe tải, 170 xe đầu kéo và hàng chục ngàn xe ô tô các loại đăng ký hoạt động. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: kim ngạch xuất khẩu đạt 20 tỷ đô la trong tháng 1 năm 2019. Yêu cầu các tổ chức, đơn vị, ngân hàng có trách nhiệm đảm bảo hệ thống ATM hoạt động, không để thiếu tiền trong dịp Tết Kỷ Hợi. Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1 năm 2019 ước tính đạt 20 tỷ đô la, tăng 1,9% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 6,4 tỷ đô la, giảm 0,9%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu mỏ, đạt 13,58 tỷ đô la, tăng 3,2%. Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 năm 2019, với kim ngạch đạt 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ, thị trường EU là 3,2 tỷ đô la Mỹ. Trong tháng 1 năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 20,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 6,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng Nhà nước vừa có công điện yêu cầu các tổ chức, đơn vị có liên quan phải có trách nhiệm đảm bảo hệ thống ATM hoạt động 24/24, không để thiếu tiền trong dịp Tết Kỷ Hợi. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị có liên quan chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền lớn tập trung vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Các trường hợp máy ATM thiếu tiền, không hoạt động do lỗi chủ quan của ngân hàng sẽ bị xử lý phạt hành chính. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan phải kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ, trái quy định của pháp luật. Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tăng cường các tổ công tác kiểm tra, rà soát và tuyên truyền về việc chấp hành quy định tới từng tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch trên Vịnh Hạ Long. Tết Nguyên đán năm nay kéo dài, tỉnh Quảng Ninh dự báo lượng khách du lịch sẽ tăng cao, do đó tỉnh đã sớm có kế hoạch thắt chặt công tác quản lý các loại hình dịch vụ du lịch, tăng cường việc tuyên truyền đến từng người dân nhằm đảm bảo có một môi trường du lịch tốt nhất, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về du lịch Quảng Ninh. Để đảm bảo an ninh an toàn trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi, công ty chúng tôi đã quán triệt toàn bộ đến thủy thủ, nhân viên trên tàu luôn luôn được đảm bảo an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm tốt nhất. Cơ quan chức năng các địa phương có điểm du lịch cũng đã tăng cường các đợt kiểm tra cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán với mục tiêu góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động vận chuyển khách, kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch.
Các đợt kiểm tra cũng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối tượng đeo bám gây phiền hà cho du khách. Để đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch trên vịnh Hạ Long trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Cục Quản lý Thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy tập trung kiểm tra và tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn tất cả các tổ chức cá nhân kinh doanh trên vịnh về việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các cái lĩnh vực liên quan nguồn chất lượng hàng hóa. Theo kế hoạch chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt từ mùng 2 Tết trở đi, lực lượng cảnh sát đường thủy và Cục Quản lý Thị trường tỉnh sẽ thường trực đảm bảo an ninh trật tự tại những khu vực trọng điểm, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an toàn đường thủy, chất lượng, giá cả hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2019. Mừng Xuân Kỷ Hợi. Tại Hà Nội đang diễn ra triển lãm Những nẻo đường mùa xuân. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm được lựa chọn trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về đề tài mùa xuân. Với bút pháp hiện thực, ngôn ngữ tạo hình phong phú đa dạng, các tác phẩm trong triển lãm đã đưa người xem tới nhiều vùng miền Tổ quốc, từ vẻ đẹp mộc mạc của hoa mai, hoa đào, núi rừng Tây Bắc tới sắc xuân lung linh rộn ràng nơi phố phường, rồi rộng mở đến không khí đón xuân tươi vui của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Bên cạnh sắc xuân phơi phới, hình ảnh những người chiến sĩ cũng được ghi lại chân thực và gần gũi qua các tác phẩm Anh nuôi chuẩn bị Tết, Trực chiến ngày xuân, Bộ đội chúc Tết đồng bào, và đặc biệt là hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh ung dung bình dị trên lưng ngựa giữa sắc xuân rực rỡ trong tác phẩm Việt Bắc mùa xuân, mang lại cho người xem nhiều cảm xúc. Triển lãm kéo dài tới hết ngày 20 tháng 2. Tối 30 tháng 1, Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên, Báo Phú Yên và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức khai mạc Hội báo xuân, Hoa xuân Tết Kỷ Hợi. Đây là các hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi hoạt động chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019. Hội báo Xuân Kỷ Hợi trưng bày hơn 200 đầu báo với hơn 300 ấn phẩm của các cơ quan báo chí trung ương, các ngành và các địa phương trong cả nước. Hầu hết các ấn phẩm được trình bày sinh động, nội dung phong phú, thể hiện đặc trưng và sự sáng tạo của các cơ quan báo chí. Riêng Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu đến bạn đọc các ấn phẩm xuân của Ban tin tham khảo đặc biệt, Báo Thể thao và Văn hóa, Báo ảnh Việt Nam, Kinh tế Việt Nam và Thế giới. Ngoài ra còn có hơn 300 bản sách được trưng bày theo các chuyên đề. Tối cùng ngày, Hội Hoa Xuân triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh Xuân Kỷ Hợi cũng đã được khai mạc, phục vụ nhu cầu tham quan của nhân dân. Thị trường thực phẩm ngày Tết đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của nhân dân là nội dung sẽ có trong phần cuối của bản tin thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là thời điểm mà chỉ số giá tiêu dùng thường tăng cao do nhu cầu về nguồn hàng hóa của người dân lớn. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một tuần lễ nữa, Tết Nguyên đán cận kề, nhưng tại thời điểm ngày 26 Tết, giá cả các mặt hàng thiết yếu, trong đó có các mặt hàng thực phẩm tương đối ổn định. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại chợ Đà Lạt. Xin chuyển đến quý vị và các bạn. Gần những ngày giáp Tết, tại chợ Đà Lạt, các mặt hàng thực phẩm như rau, củ, quả, thịt cá, bánh chưng, giò chả cũng được bày bán nhiều so với ngày thường. Theo các tiểu thương chợ Đà Lạt, so với thời điểm này năm ngoái, người dân đi mua sắm các mặt hàng trong những ngày cuối năm cũng không tăng. Mặc dù giá cả các mặt hàng nêu trên vẫn giữ mức giá ổn định như ngày thường. Cụ thể, giá thịt heo dao động từ 60 đến 100.000 đồng một ký, thịt bò có giá từ 160 đến 250.000 đồng một ký, thịt gà ta có giá 90.000 đồng một ký, thịt vịt có giá 70.000 đồng một ký. Tết năm ngoái thì khách lựa đường khách đông hơn, năm nay thì coi như là ít hơn. Mà không biết sau này là vài ngày sau thì không biết là khách hàng có đi mua đông hay không thôi. Riêng đối với thực phẩm như giò lụa có giá từ 100 đến 150.000 đồng một ký, giò bò có giá từ 250 đến 300.000 đồng một ký, giá bánh chưng, bánh tét dao động từ 70 đến 90.000 đồng một cái, tùy kích thước và thương hiệu. Nói chung là như thị trường năm ngoái thì năm nay cô bán thì cái lượng của nhà cô thì nó cũng đều như năm ngoái, nhưng mà cái giá cả thì là vẫn ổn định đấy, chứ nó chưa có gì tăng hết. Vì như giò chả cô bán là cô bán theo là nó tăng thì theo thịt, nhưng mà thịt không tăng là cô không bán tăng, thì cô vẫn bán như giá cả quanh năm. Giá cả ổn định như hiện nay giúp người tiêu dùng có tâm lý phấn khởi và thoải mái hơn. Cùng với những nguyên nhân khách quan,
Những yếu tố góp phần tích cực vào giảm áp lực tăng giá là do chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của chính phủ đã phát huy tác dụng rõ nét. Trong đó, quan trọng nhất là nguồn cung hàng hóa nói chung, hàng hóa thiết yếu nói riêng tiếp tục được bảo đảm nhờ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Là hàng hóa nó cũng tươi xanh tốt vậy, không có hàng gì là giá cả bình thường luôn, không có lên giá, nó vậy. Hàng ngày tôi đi mua nó vẫn vậy thôi. Cũng theo các tiểu thương ở chợ Đà Lạt, cứ vào khoảng cận ngày Tết trước đó 1-2 ngày, thị trường mua sắm sẽ trở nên nhộn nhịp hơn, sức mua hàng hóa của người dân cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, với nguồn cung tương đối dồi dào và sự kiểm soát giá cả chặt chẽ của các cơ quan chức năng, nên sẽ không có sự biến động nhiều về giá cả đối với các mặt hàng nêu trên. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.